thông tin tổng quan, đánh giá chuyên sâu chân thực, câu chuyện đầu tư hữu ích. Tất cả sẽ có trong La Bàn Đầu Tư, livestream Facebook page VN Direct chiều thứ hai hàng tuần. Xem lại trên kênh YouTube chính thức của VN Direct. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại nhà đầu tư trong chương trình La Bàn Đầu Tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp 15 giờ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì tôi là Lương Xuyên và anh Phạm Việt Duy, chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Và như mọi khi thì chương trình của chúng tôi sẽ gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là câu chuyện đầu tư. Và trong quá trình mà tôi và anh Duy có trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp thắc mắc của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi xin phép được đi vào tin tức vào phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là phần thông tin vĩ mô. Với tin tức đầu tiên đó là cước vận tải biển Mỹ-Trung giảm mạnh do khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc. Giá cước vận tải biển giữa Trung Quốc và Mỹ cuối cùng cũng đã giảm sau hơn một năm tăng không ngừng nghỉ do mùa vãn khách của container và khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Và cụ thể, như ở trên slide chúng tôi có chiếu, đó là giá cước vận tải cho một container 40 feet từ Trung Quốc tới bờ Tây Mỹ giảm từ 15.000 USD xuống 8.000 USD chỉ trong vòng một tuần. Với tuyến từ Trung Quốc tới bờ Đông Mỹ thì giá cước giảm gần 30% sau một tuần từ hơn 20.000 USD xuống dưới 15.000 USD. Và chúng tôi đánh giá đó là khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc đang xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu và các doanh nghiệp xuất khẩu cỡ vừa và nhỏ sẽ hưởng lợi trong ngắn hạn khi tài chính không thể cạnh tranh với các nhà bán lẻ và sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên thì giá cước vẫn có thể tăng trở lại vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi mà mùa Giáng sinh và năm mới đến. Với tin tức này anh Duy đánh giá gì không ạ? Vâng, cảm ơn Duyên. Với cái tin tức này thì tôi cũng muốn lưu ý thêm về quý nhà đầu tư là chúng ta có thể nhìn thấy cái đà tăng giá của giá cước container trong thời gian vừa qua là đã tăng phi mã. Thì cái việc tăng này nó còn đến một phần từ cái việc là những cái nhà đầu cơ là họ đầu cơ cái giá container và qua đấy thì là khiến cho cái giá nó tăng đột biến. Và bây giờ khi mà cái chiều hướng tăng nó không còn nữa thì thành ra là một lượng lớn là hàng tích trữ đầu cơ là bán tháo khiến cho giá là sụt giảm rất là mạnh. Tuy nhiên thì với cái giá cước hiện tại thì một số nhà phân tích hay là những cái chuyên gia mà chuyên về cái lĩnh vực này thì cho rằng là cái giá này hiện tại vẫn còn tương đối là cao so với cả cái mặt bằng giá cũ và có thể là sẽ còn, thì như Duyên nói thì là có thể là nó sẽ có một đà phục hồi, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái vùng giá mà tương đối là bất hợp lý trong cái thời gian vừa rồi. Dạ vâng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tin tức thứ hai trong phần thông tin vĩ mô, ngành hàng không toàn cầu kỳ vọng hồi phục hoàn toàn vào năm 2023. Và trong báo cáo tháng 10 của Hiệp hội Vận tải Toàn cầu, dự kiến số hành khách đi máy bay toàn cầu sẽ hồi phục về mức 52% trước COVID-19 vào năm 2021 và 88% cho năm 2022 và 105% vào năm 2023. Và động lực hồi phục sẽ đến từ việc nhu cầu đi lại bị dồn nén, khả năng sẵn sàng chi tiêu cho đi lại cao do xu hướng tiết kiệm mỗi đợt giãn cách và miễn dịch cộng đồng nhờ tiếp tục tiêm vaccine trên toàn cầu. Và với việc mà các nước bắt đầu kích hoạt các chính sách bay quốc tế dành cho các đối tượng đã tiêm vaccine, thì dự kiến số lượng hệ số tải hành khách sẽ đạt 67% trong năm 2021 và 75% vào năm 2022. Và dự kiến thì ngành hàng không toàn cầu sẽ bắt đầu có lãi trở lại từ năm 2023 và các hãng hàng không tại các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và lộ trình hộ chiếu vaccine rõ ràng sẽ được hưởng lợi. Vâng, và đối với cả cái thông tin này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin khác nữa. Đấy là cái việc là tại sao mà năm 2023 thì nhóm hàng không mới có thể là phục hồi. Thì chúng ta đều có thể biết rằng là cái việc là mặc dù là mở cửa đường bay trở lại, tuy nhiên là cái lượng, cái nhu cầu tiêu thụ của hành khách thì cái việc bay quốc tế thì ở riêng Việt Nam thôi, thì nó vẫn là một cái mặt hàng, một cái chi tiêu tương đối là xa xỉ. Nó khiến cho cái việc là nhu cầu là cũng chưa chắc đã có thể là phục hồi quá là mạnh mẽ ngay lập tức. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là bay, sử dụng hệ thống bay thì cũng sẽ khiến là chúng ta là sẽ phải là
cách ly một thời gian trước khi với mỗi điểm đến và đi, thì thành ra là cũng sẽ là gây cản trở cho cái việc là tiêu thụ cái lượng máy bay này. Thì thành ra là đây cũng là một trong, mặc dù đây là thông tin tích cực đối với cả nhóm hàng không, tuy nhiên thì nó cũng không quá là tích cực đối với giá cổ phiếu, bởi vì do là nếu mà chúng ta nhìn thì thấy là cái giá cổ phiếu của nhóm ngành hàng không thì cũng đã là cái đợt vừa rồi là gần như là không có giảm so với cả trong dịch Covid, thì thành ra là khi mà phục hồi thì lại đến 2023 thì là mới có thể có kết quả kinh doanh được lại như cũ, thì cũng sẽ khiến cho là cái việc là cái giá của nhóm hàng không sau khi có cái tin tích cực này thì cũng khó có thể phản ánh ngay được. Dạ vâng, và tiếp theo đó là một tin tức về OPEC cộng giữ nguyên kế hoạch và giá dầu vượt mốc 80 USD trên một thùng. Mặc dù các quốc gia tiêu thụ dầu lớn như Mỹ và Ấn Độ kêu gọi tăng trưởng sản lượng và nhóm OPEC cộng công bố sẽ giữ nguyên kế hoạch tăng 400.000 thùng dầu trên một ngày trong tháng 11, giúp giá dầu Brent vượt mốc 80 USD trên một thùng, mức cao nhất trong vòng 3 năm. Và quan điểm của OPEC cộng thì dựa trên việc dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn có thể dẫn đến biến động mạnh trong tiêu thụ dầu. Và trong tháng 7 thì OPEC cộng nhất trí tăng 400.000 thùng trên một ngày và kéo dài đến tháng 4 năm 2022 để phục hồi dần từ mức cắt giảm 5,8 triệu thùng trên một ngày nhằm hỗ trợ giá dầu. Và với thông tin trên thì chúng tôi đánh giá việc lực cầu cho dầu hồi phục nhanh hơn dự kiến do các yếu tố đó là thời tiết, sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng giúp cho giá dầu hồi phục mạnh mẽ và sẽ tiếp tục xu hướng này khi mà thế giới đang thiếu khí đốt và dẫn đến việc là nhu cầu tăng cho dầu vào mùa đông sắp tới. Vâng, với cả đối với những thông tin này thì những cái cổ phiếu mà sẽ được hưởng lợi đấy chính là cổ phiếu của gas hay là cổ phiếu PVD. Thì tôi cũng muốn lưu ý thêm rằng là đối với cổ phiếu gas thì là thiên về khí, nhưng mà cũng sẽ, nhưng mà cái giá khí đợt vừa rồi thì cũng có tăng, tuy nhiên thì là vì cái giá khí tăng thì nó cũng khiến cho cái nhu cầu tiêu thụ khí là tại nước Việt Nam là cũng sẽ hạn chế bớt đi, thì qua đấy là mặc dù là tăng về giá nhưng mà chúng ta lại có nguy cơ là bị giảm sản lượng. Tuy nhiên thì nhìn chung mà nói thì cái đà tăng giá của giá dầu này cũng ảnh hưởng khá là tích cực đối với các cổ phiếu gas. Còn đối với cả cổ phiếu PVD thì chúng ta đều biết rằng là ở cái vùng mức giá 81 này thì cũng sẽ kích hoạt cái việc là một số các công ty về khai thác dầu khí thì hay là khai thác dầu nói chung thì họ có thể là sẽ thuê toàn khoan của PVD, và khi thuê rồi thì dù có giá dầu có giảm thì cũng thì cái hoạt động kinh doanh của PVD cũng sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Thì qua đấy thì chúng ta sẽ thấy là cả hai cổ phiếu này đều đang được hưởng lợi bởi cái vùng giá này. Và tuy nhiên thì là cái vùng giảm, cái việc là việc khi mà giá dầu tăng thì cũng sẽ khiến là kích hoạt là cái nguồn cung dầu mỏ mà chúng ta đã nhìn thấy ở đây, là ví dụ như tháng 7 thì là OPEC cộng là họ nhất trí là tăng thêm 400.000 thùng một ngày, và ngoài ra nữa thì cái tăng này, cái lượng cung lượng cầu về dầu thì còn có thể tăng đến từ là các công ty dầu đặc biệt tại Mỹ, thì đây cũng là một trong những cái thứ mà sẽ khiến cho cái việc là giá dầu là mặc dù phục hồi nhưng mà cũng khó có thể tăng mạnh trong thời gian nữa, và đây có lẽ là cái vùng mà nó sẽ duy trì và đi ngang ở vùng này hoặc là đi giảm nhẹ. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và tin cuối cùng của phần thông tin vĩ mô đó là miền Nam thiếu hụt lao động hậu Covid-19 lần thứ tư, và Bộ Công an ước tính khoảng 2,1 triệu lao động tại các khu công nghiệp miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An muốn quay trở về quê ngay sau khi mà các lệnh hạn chế đi lại được nới lỏng, vì tin rằng vùng nông thôn an toàn hơn và vẫn đảm bảo việc làm tại địa phương. Và nếu việc thiếu hụt lao động và gián đoạn sản xuất khiến nhiều doanh nghiệp chịu rủi ro gián đoạn cung ứng, điển hình là Nike với 51% sản lượng giày dép và 30% sản lượng quần áo được sản xuất ở Việt Nam, và đã cắt giảm triển vọng doanh thu năm 2021. Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự kiến rằng ngành sẽ chứng kiến sự sụt giảm 37% tổng lao động, và hiện nay 40% tổng lao động trong ngành sản xuất giày và đã quay trở về quê, và dự kiến con số này vẫn sẽ còn tăng lên. Và các nhà máy ở Việt Nam thì sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hoạt động hoàn toàn cũng như đưa người lao động trở lại. Việc này sẽ gây khó khăn cho triển vọng xuất khẩu và kinh tế năm 2021. Vâng, thông tin này thì nó là một cái thông tin mà nó hơi tiêu cực một chút đối với cả nhóm ngành dệt may, bởi vì sao, chúng ta cũng đã biết là cái năng suất lao động của nhóm ngành dệt may chủ yếu phụ thuộc vào là cái lượng người lao động. Và ngoài ra nữa thì quý nhà đầu tư cũng nên lưu ý thêm là đối với cả nhân khẩu của cái nhân sự của ngành dệt may thì mặc dù là chúng ta có thể là thay thế được, tuy nhiên là cũng cần phải đào tạo tay nghề, bởi vì do là
thì thường là một cái nhân sự thiệt may cũng sẽ cần phải 6 tháng cho đến một năm rưỡi là để họ có thể là trở thành là cái tay thợ lành nghề, và khi khi đấy thì là mới có thể đạt được cái năng suất lao động mà bên bên đặt hàng của các công ty dệt may là có thể là hài lòng. Bởi vì do là chúng ta đều biết rằng là cái việc là nếu mà chúng ta là phải may rất là nhanh, bên cạnh là việc nhanh thì còn phải là đảm bảo chất lượng nữa, thì nếu mà không đủ khối lượng cũng như là không đủ chất lượng thì sẽ không được thưởng các chỉ tiêu, thì nó sẽ dẫn tới là cái lợi nhuận là nó cũng sẽ bị giảm. Thì đây là một cái thông tin là tiêu cực trong ngắn hạn và có thể là trong vòng trung hạn. Tuy nhiên đây thì mới chỉ là cái dự kiến thôi, chứ còn cũng chưa chắc đã là nó sẽ là thực sự là sẽ diễn ra. Nếu mà các doanh nghiệp mà họ có những họ nhìn thấy trước được cái vấn đề này, họ đưa ra được những cái chính sách phù hợp để níu chân người lao động, thì hoàn toàn là họ có thể là đây lại là một cái cơ hội để mà những cái doanh nghiệp dệt may mà làm tốt cái lĩnh vực nhân sự thì có thể là vươn lên để dẫn đầu trong này. Dạ vâng, và đó là chúng tôi đã đi xong phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment, và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên đó là đồng Việt Nam đồng duy trì xu hướng tăng. Tỷ giá trung tâm đi ngang, tỷ giá giao dịch tại Vietcombank tiếp tục giảm 10 Việt Nam đồng so với thời điểm cuối tháng 8 xuống mức là 22.630 Việt Nam đồng. Chỉ số DXY Index tăng nhẹ so với tháng 8 do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là Fed tuyên bố sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình thu mua trái phiếu vào tháng 11. Nguyên nhân thứ hai đó là ECB vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Và tỷ giá Việt Nam đồng trên USD vẫn sẽ duy trì mức biến động ổn định. Do thứ nhất đó là dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt mốc 105 tỷ USD, dòng tiền kiều hối và giải ngân FDI kỳ vọng tích cực giai đoạn cuối năm, và tình trạng giãn cách tại các tỉnh có thể kết thúc trong tháng 10. Vâng, đối với cái thông tin tỷ giá này thì nó lại là một cái thông tin mà chưa tích cực đối với cả nhóm ngành dệt may nữa, nói riêng và nhóm ngành xuất khẩu nói chung. Tại vì do là chúng ta đều biết là khi mà cái tỷ giá Việt Nam đồng tăng lên thì tức là người dân là cái người nước ngoài họ mua hàng Việt Nam thì sẽ bị đắt lên, thì qua đấy là giảm cái sức cạnh tranh của những cái mặt hàng tại Việt Nam. Thì đây là một cái thông tin mà tiêu cực với cả nhóm ngành xuất khẩu. Còn đối với cả một nhóm ngành mà được hưởng lợi đối với tỷ giá này thì sẽ là những cái nhóm ngành mà vay bằng ngoại tệ nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể kể đến là những cái nhóm liên quan đến điện chẳng hạn, là họ là đầu tư rất là lớn và họ sẽ có những cái vốn vay từ nước ngoài rất là nhiều. Và khi mà cái đồng Việt Nam mạnh lên thì vô hình chung là cái lãi suất họ phải trả trong một năm là cũng thấp đi, thì qua đấy là cũng được hưởng lợi trong ngắn hạn. Dạ vâng. Và tin tức thứ hai của phần này đó là về ngân hàng đồng loạt tăng vốn. Dự kiến là từ nay đến cuối năm thì hàng loạt các ngân hàng sẽ bước vào đợt tăng vốn điều lệ theo kế hoạch được thông qua trước đó. Và thống kê từ 10 ngân hàng thì ước tính số vốn đăng ký tăng thêm là 112.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Và các ngân hàng đua nhau tăng vốn trong bối cảnh lo ngại về hệ số an toàn vốn đã tồn tại trong hơn thập kỷ qua, và điều này thì càng đặc biệt quan trọng đối với những ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước vốn đã tới ngưỡng tăng trưởng vì không đủ nguồn vốn. Và tỷ lệ của hệ số an toàn vốn của CTG đến cuối quý 2 năm 2021 là 8,5%, còn BIDV là 8,8%. Và với việc mà các ngân hàng mạnh tay tăng vốn là điểm tích cực, giúp cho hệ thống ngân hàng có bộ đệm vốn tốt và đảm bảo hệ số an toàn vốn theo quy định, từ đó thì sẽ duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cao. Cùng với tin tức ngân hàng này thì chúng tôi xin phép sang phần 3 kênh cổ phiếu, sau đó thì anh Duy sẽ đánh giá về ngành ngân hàng. Tin tức đầu tiên của phần kênh cổ phiếu đó là ngành ngân hàng ước tính tác động của thông tư 14 lên các tổ chức tín dụng. Trong quý 3 thì theo lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước thì các tổ chức tín dụng đã công bố giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1,5%. Song song với ảnh hưởng của thu nhập thì các ngân hàng phải chuẩn bị ứng phó với nợ xấu trong tương lai. Và tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn cuối năm nay dự kiến là sẽ ở mức xấp xỉ 8%. Và thông tư 14 thì sẽ tăng áp lực trích lập bổ sung dự phòng trong giai đoạn 2021-2023. Và năm 2020 thì tác động của việc trích lập là không lớn do các nhà băng đã đẩy nhanh xử lý nợ xấu, tăng trích lập dự phòng. Tuy nhiên thì nửa đầu năm 2022 thì tác động của thông tư 14 sẽ rõ nét hơn. Lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tính giảm khoảng 30.000 tỷ nữa. Trước khi mà việc trích lập giảm dần và nền kinh tế dần hồi phục vào cuối năm 2022.
Dạ vâng, anh Duy sẽ đánh giá gì về ngành ngân hàng với hai tin tức này ạ? À, vâng, thì trước tiên thì tôi cũng muốn nói qua về cái hệ số an toàn vốn mà gọi là đáng lo ngại trong hơn thập kỷ qua. Thì cái này thực ra là nó là liên quan đến các chuẩn về Basel. Thì cái Basel 1, Basel 2 chẳng hạn, thì việc là hiện tại là Việt Nam là chỉ là đang là cái chuẩn Basel 1 thôi. Cho nên là thành ra là khi mà áp cái chuẩn Basel 2, nghĩa là một cái chuẩn mà nó cao cấp hơn tại thị trường nước ngoài, thì nó cũng sẽ khiến cho là các tổ chức tín dụng là có thể là ban đầu là nó sẽ chưa đạt chuẩn. Thì qua đấy thì là khiến cho là họ là có những cái nhu cầu tăng vốn. Thì cái này cũng không phải là một cái thông tin mà quá là đáng lo ngại, mà thậm chí là có phần là hơi tích cực nhẹ. Tại vì do là khi mà tăng vốn lên thì nó cũng sẽ khiến cho các ngân hàng có thêm vốn để kinh doanh, thì qua đấy là sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Bởi vì do chúng ta đều đã biết là ngành ngân hàng là một cái ngành mà kinh doanh bằng tiền, là bằng đòn bẩy, cho nên thành ra là càng thêm tiền thì lợi nhuận lại càng cao. Còn đối với cả cái thông tin là về việc là nợ xấu tiềm ẩn cuối năm là mức xấp xỉ 8% chẳng hạn, thì những cái này là nó cũng chỉ là cái thông tin dự kiến thôi. Là nhiều khi là có là chính phủ là họ thường là có những lúc mà các thông tin lại khi mà cái gì tích cực quá thì lại là thường là đưa ra những cái thông tin là tiêu cực hơn một chút để cho mọi nhà đầu tư thận trọng, giống như mà chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái thời gian trước thì khi mà cái thị trường chứng khoán nó tăng rất là nóng, thì cũng có những cái động thái của nhà nước khi mà phát biểu rằng là thị trường chứng khoán có vẻ đã tăng nóng hay là đã bong bóng, đã xảy ra bong bóng chẳng hạn, hay có lo ngại một cái bong bóng ở các thị trường. Thì tôi nhìn chung mà nói thì tôi nghĩ rằng là cái việc nợ xấu thì đúng là có, và nợ xấu vì Covid, nhưng mà tuy nhiên thì đến cái mức mà cao như vậy thì chắc là cũng không quá là rủi ro như thế. Và ngoài ra nữa thì là các ngân hàng thì họ đều đã lường trước được những cái lượng nợ xấu này rồi, thì họ cũng đã trích lập rất là lớn, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ trích lập của các ngân hàng trong cái thời gian vừa qua là đã rất là nhiều. Và khi mà họ trích lập nhiều như vậy thì nó cũng sẽ giảm bớt áp lực về nợ xấu vào năm 2022. Thì thành ra nhìn chung mà nói đối với tôi thì tôi nhìn nhận là cổ phiếu nhóm ngân hàng thì đúng là trong ngắn hạn là bị ảnh hưởng bởi vấn đề về nợ xấu và về cái lợi nhuận trong những cái quý sắp tới là sẽ không cao như quý 1 và quý 2 vì là cắt giảm bớt lãi suất. Tuy nhiên thì nhìn chung thì đây vẫn là một cái nhóm ngành rất là quan trọng đối với cả nền kinh tế, và tiềm năng tăng trưởng thì vẫn rất là tốt, và nó rất là phù hợp để quý nhà đầu tư có thể là nắm giữ lâu dài. Dạ vâng. Và trong phần kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi sẽ đề cập đến một mã cổ phiếu, đó là GVR, vị thế tương lai trong ngành bất động sản khu công nghiệp. GVR là tập đoàn kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, sở hữu 101 công ty con và tổng diện tích đất lên đến là 402.650 ha. Mảng khu công nghiệp có tiềm năng do biên lợi nhuận cao nhất trong các mảng kinh doanh, biên lợi nhuận gộp từ 65% đến 75%. Và GVR thì đang có kế hoạch phát triển 15.000 ha bất động sản khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Và chúng tôi đánh giá trong bối cảnh Việt Nam đang là quốc gia thu hút các dòng vốn FDI tốt, ngành bất động sản khu công nghiệp vẫn sẽ là ngành rất tiềm năng trong dài hạn. Và nếu như việc chuyển đổi 15.000 ha đất khu công nghiệp thành công, thì GVR trong tương lai sẽ trở thành đơn vị phát triển khu công nghiệp lớn nhất ở Việt Nam. Anh Duy đánh giá gì về mã cổ phiếu GVR ạ? Vâng, đối với cả nhóm bất động sản khu công nghiệp thì không cần phải nói nhiều nữa. Thì rất là nhiều quý nhà đầu tư hay là rất là nhiều chuyên viên phân tích là họ đều đã có những cái nhìn nhận rất là tích cực, và tôi cũng không nằm ngoài cái số đấy. Nghĩa là nhìn chung mà nói thì đây là một ngành rất là triển vọng và tiềm năng rất là tươi sáng trong tương lai. Bởi vì do là dù sao đi nữa thì Việt Nam cũng sẽ là một trong những cái vệ tinh mà có thể là sẽ thay thế cái các công xưởng tại Trung Quốc và có cái sự dịch chuyển sang đây. Và tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói thêm một số những cái thông tin mà tôi cho rằng là chúng ta nên cân nhắc thêm khi mà đầu tư vào nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp này. Đấy là nếu mà chúng ta để ý thì bất động sản khu công nghiệp nó sẽ rất khác với cả bất động sản nhà ở. Tại vì do là cái vấn đề về cấp giấy phép xây dựng hay là về mục đích sử dụng đất thì bất động sản nhà ở là bị siết chặt hơn và cái nguồn cung đi ra là nó sẽ khó khăn hơn. Thì thành ra là các nhà đầu tư là hoàn toàn có thể định giá cái nhóm bất động sản nhà ở theo cái quỹ đất. Tuy nhiên là đối với cả cái nhóm bất động sản khu công nghiệp thì nó hơi khác một chút, nghĩa là mặc dù chúng ta cũng xác định theo quỹ đất, nhưng mà cái quỹ đất ở đây thì chúng ta phải biết thêm được rằng là nó là chuyển đổi từ đất ruộng sang chẳng hạn, hay là từ các vùng tỉnh mà được tập trung làm đặc khu kinh tế hay là được làm các khu công nghiệp, thì thành ra là cái quỹ đất của họ thực ra là bao la.
nghĩa là chúng ta muốn bao nhiêu đất để xây dựng khu công nghiệp thì đều được hết. Thì mặc dù cũng có quy hoạch cả đấy, nhưng mà nhìn chung mà nói thì cái cầu của cái đất khu công nghiệp nó rất là lớn. Thì thành trong khi đấy thì là cái cung của khu công nghiệp thì rất là lớn, trong khi cái nhu cầu thì nó là phụ thuộc nhiều vào dòng vốn nước ngoài và vào FDI. Thì thành ra là chúng ta cần phải để ý kỹ hơn, nghĩa là tránh là cái việc là sử dụng là ngay lập tức, là ví dụ như là một quỹ đất là họ có khoảng tầm 400.000 ha của GVR chẳng hạn, nhưng không có nghĩa là 400.000 ha này ngay lập tức nó sẽ biến thành lợi nhuận. Có thể là mất đến 5 năm hoặc là 6 năm để tất cả 400.000 ha này có thể biến thành là lợi nhuận. Thì nó là cái chi phí về thời gian cũng như là cái cơ hội khi mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu. Cho nên đây là một trong những cái thứ mà tôi muốn lưu ý nhà đầu tư về cái việc là mặc dù là có thể là có nhiều quỹ đất, nhưng mà cái khả năng hấp thụ quỹ đất đến đâu của doanh nghiệp và của khách hàng của doanh nghiệp cũng là một cái thứ mà chúng ta cần phải đặt dấu hỏi khi mà đầu tư vào những cái nhóm cổ phiếu này. Vâng, mời Duyên sang phần tiếp theo. Dạ vâng, và trong phần kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của danh mục tăng trưởng tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2021. Thì so sánh hiệu quả của danh mục tăng trưởng đến ngày 8 tháng 10 thì hiệu suất đạt 50,6% từ đầu năm đến nay, và tăng gấp 2,25 lần so với VN Index là 22,5%. Ngoài ra thì danh mục tăng trưởng hay các danh mục của chúng tôi thì sẽ được cập nhật hiệu suất hàng tuần, hàng quý ở trên các cộng đồng của chúng tôi. Thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để có thể nhận được danh mục. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Tuần này thì tin tức đầu tiên của phần kênh tài sản khác đó là Hà Nội đề xuất mô hình thành phố trong thành phố. Hà Nội đề xuất chủ trương và xây dựng quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố, và chủ trương thành phố trong thành phố hiện đã được pháp luật cho phép, và sau đó thì có thể giảm thời gian chờ cơ chế. Và các dự án hạ tầng và tiện ích kỳ vọng thì sẽ được triển khai sớm khi mà dịch bệnh được kiểm soát, như công viên Kim Quy, trung tâm triển lãm, v.v. Và với tin tức này thì giá đất khu vực này sẽ dự báo là có mức tăng cao hơn so với nội thành, trong khi nền giá không cao. Và các doanh nghiệp có dự án tại các huyện trên thì có thể sẽ được hưởng lợi như VAS. Dạ vâng, xin mời anh Duy ạ. Vâng, những cái thông tin này thì chúng ta có thể thấy là nó là những cái thông tin tích cực liên quan đến nhóm ngành bất động sản. Và đặc biệt hơn nữa là cái nhóm ngành mà có quỹ, những cái cổ phiếu bất động sản mà có quỹ đất là ở vùng ven hay là vùng rìa thành phố. Nghĩa là nó không phải là quỹ đất vàng ở trong trung tâm mà nó lại là quỹ đất ở vùng ven. Thì thành ra mà nói thì đây cũng là một cái, thì thành ra đây là cái thông tin khiến cho là những cái cổ phiếu bất động sản vùng ven là có được cái đà hưởng lợi. Và tôi cũng muốn lưu ý thêm là cái việc là bất động sản vùng ven này thì bên cạnh là được hưởng lợi qua cái tên gọi là thành phố, thì có một cái hưởng lợi khác nữa đến từ cái việc là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì đây cũng thì thành ra là mà nói thì đây là cái nhóm mà cổ phiếu mà đang được hưởng lợi và trong tương lai thì vẫn còn tương đối là tiềm năng. Dạ vâng, và tiếp theo của phần kênh tài sản khác thì có một tin tức nữa đó là chúng tôi muốn đề cập đến, đó là sự kiện đại nhảy vọt liệu có lặp lại và tác động tới thị trường hàng hóa hay không. Đại nhảy vọt là chỉ chính sách kinh tế xảy ra vào năm 1958 đến năm 1962 của Trung Quốc với mục tiêu đó là vượt sản xuất thép của Anh sau 15 năm và khuyến khích gia tăng sản xuất tại mọi xã bằng cách xây dựng lò nung sân vườn. Và khi đó thì tất cả các kim loại kiếm được bao gồm từ dụng cụ nông nghiệp, bàn ghế, đồ gia dụng được dùng để làm nguyên vật liệu để sản xuất ra thép. Và thép chất lượng thấp thì không được sử dụng và sản xuất lương thực giảm, dẫn đến là khoảng 15 đến 55 triệu người chết. Vậy thì điểm chung với thời điểm hiện tại là gì? Thì đó là chủ nghĩa sùng bái cá nhân, chủ tịch đảng là hạt nhân và nhà nước quyết định sản xuất gì, và mục tiêu một xã hội thịnh vượng chung và nền kinh tế ít ô nhiễm môi trường. Vậy thì chúng tôi đánh giá là sẽ có sự mất cân bằng trong vòng 1 đến 3 năm đầu giữa các ngành sản xuất và giảm cung với các ngành được coi là ô nhiễm và thừa sản lượng ở các ngành sạch. Từ đó mà cung các hàng hóa ngành công nghiệp nặng sẽ giảm như là thép, giấy hay là phân bón, và cầu với vật liệu sản xuất ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng xanh sẽ tăng như là nhôm, đồng, kẽm và silic. Vâng, với cả thông tin này thì chúng ta có thể thấy là nó
tương đối là khác nhau, nghĩa là hai cái thời kỳ này nó rất là khác nhau về cái mức nền cũng như là về cái kinh nghiệm về quản lý tổ chức của nhà nước. Bởi vì đó là chúng ta đều thấy là Trung Quốc là trước đấy là họ đã trải qua cái việc này rồi, và thành ra là tôi thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có một cái đà tăng giá quá là mạnh đối với cả các nhóm mặt hàng đấy, các nhóm mặt hàng mà bạn Duyên đã nói. Mà ngoài ra thì là ví dụ như là những cái mặt hàng như là thép chẳng hạn thì Trung Quốc họ cũng hạn chế bớt việc sản xuất, thì thành ra là nhìn chung thì là cái việc này chắc là sẽ không xảy ra. Dạ vâng. À, và tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi có đề cập đến đó là kênh trái phiếu. Thì tuần này đầu tư trái phiếu cùng với doanh nghiệp năng lượng tái tạo Trung Nam Group. Với trend năng lượng tái tạo, với trend năng lượng sạch trên quy mô toàn thế giới, thì Việt Nam định hướng điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42%, từ năm 2020 là 23%. Và Trung Nam là nhà phát triển hàng đầu về năng lượng tái tạo Việt Nam, với tài sản là 2,3 tỷ USD, tương đương với GDP của tỉnh Nam Định, và là một trong số ít các nhà đầu tư có thể tự thi công hạ tầng và nhà máy điện, và có lợi thế về đàm phán với nhà cung cấp thiết bị điện. Và năng lượng chính là cái trụ cột vững mạnh nhất và là lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Trung Nam Group, với các dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời với tổng công suất đạt khoảng là 1.063,95 GW. Và về mảng bất động phát triển bất động sản của Trung Nam thì quỹ đất của Trung Nam Group đến thời điểm hiện tại đạt trên 1.043 hecta, và với nền tảng vững chắc và xây dựng với niềm tin của khách hàng và chính sách khuyến khích phối hợp trong công việc, mỗi dự án của Trung Nam là những cái điểm rất điển hình về chất lượng và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp này, và nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và huy động vốn cho các dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng của các nhà máy như nhà máy điện gió IE Nam, thì Trung Nam Group đã phát hành ra 4 mã trái phiếu với kỳ hạn dài với tổng giá trị lên tới là 4.000 tỷ đồng. Và khi mà quý nhà đầu tư có tham gia với kênh trái phiếu này tại VN Direct thì lãi suất trái phiếu tương đối cao, lên đến 9,5% với mức độ an toàn cao, và giá trị tài sản đảm bảo cho 135% giá trị trái phiếu, và vốn đầu tư tối thiểu của quý nhà đầu tư là 100 triệu đồng. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì tôi cũng muốn nói thêm rằng là cái lợi suất 9,5% ở đây thì là nó cái việc là cái đặt mức lợi suất của một trái phiếu thì nó cũng cho thấy cái mức độ an toàn của một doanh nghiệp hay không. Thì đối với cả những cái doanh nghiệp mà có nhiều rủi ro, nghĩa là trái phiếu của họ có nhiều rủi ro, thì cái mức lãi suất có thể lên đến là hơn 12%, thì chúng ta thấy là cái mức lãi suất 9,5 ở đây cũng là một cái mức là tương đối là an toàn, nghĩa là nó thấp hơn 10% và nó cũng không quá là thấp, so với nó khá là cao so với cả tiền gửi ngân hàng. Thì cái này cũng đến từ cái việc là cái doanh nghiệp này là họ là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng tái tạo, và cái tài sản đảm bảo cho cái trái phiếu này thì cũng có giá trị rất là nhiều, là lên đến 135%. Ngoài ra nữa thì chúng ta đều biết là cái nhóm ngành điện khi mà một khi đã xây xong nhà máy và đi vào hoạt động ổn định thì cái dòng tiền về sẽ khá là đều, thì nó sẽ đảm bảo được cái phần nào về việc là trả cái lợi suất trái phiếu cũng như là trả lại cái vốn đầu tư cho nhà đầu tư trái phiếu tương lai. Thì thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cái mặt hàng tài sản tài chính mà tương đối là hấp dẫn để quý nhà đầu tư có thể tham khảo, và chúng ta có thể quét cái mã QR code ở đây để có thể xem thêm thông tin ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Thì đó cũng là những tin tức cuối cùng của phần kênh tài sản khác của chúng tôi. Thì sau đây chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Như quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment, để sau phần của anh Duy thì chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Xin mời anh Duy đến phần câu chuyện đầu tư tuần này ạ. Vâng, câu chuyện đầu tư của tuần này của chúng tôi thì liên quan đến những điều mà chúng tôi đọc trong cái quyển Binh Pháp Công Tức, và chúng tôi thấy rằng là trong đấy thì có 4 cái câu mà chúng ta có thể áp dụng được vào trong thị trường chứng khoán. Thì câu thứ nhất đấy chính là tấn công khi kẻ thù chưa chuẩn bị xuất hiện tại nơi không ngờ tới. Đấy chính là cái câu này nó hơi giống với cả những cái lúc mà thị trường bi quan, mọi người chán nản, thì lại là cái lúc mà chúng ta nên giải ngân. Hay là những lúc mà thị trường đang rất là hưng phấn và rất là mọi người đều rất là tích cực, thì lại là những cái lúc mà chúng ta nên tư duy về cái việc đi ngược lại. Thì cái câu này nó cũng hơi giống với cả cái câu mà hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam, của một nhà đầu tư rất là nổi tiếng. Và cái phần thứ hai, cái câu thứ hai là nếu chắc thắng thì bạn phải đánh cho kẻ thù
phải đánh cho dù kẻ thù có xin hòa. Nếu không chắc thắng thì cho dù có bị khiêu chiến cũng phải nhẫn. Thì cái câu này ý nói rằng là chúng ta một khi đã chắc chắn điều gì thì phải làm cái điều đấy đến cùng. Và một khi mà chúng ta đã không chắc chắn thì cần phải hết sức thận trọng. Cái này nó cũng giống như cái việc khi chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu. Thì nghĩa là khi mà chúng ta đã chắc chắn về một cái cơ hội đầu tư nào đấy thì chúng ta nên cân nhắc vị thế mua và tự tin với vị thế mua đấy. Và khi mà cái thị và khi mà chúng ta không chắc về một cổ phiếu nào này, à, về một cổ phiếu mà chúng ta đang đầu tư thì chúng ta nên thận trọng hơn. Đấy là cái câu số 2. Và câu số 3 là người chiến thắng là người biết khi nào nên đánh mà khi nào không nên đánh. Vâng, và cái câu này thì ý nói rằng là chúng ta là một nhà đầu tư thì một nhà đầu tư thành công là một nhà đầu tư mà biết khi nào thì mình nên giao dịch và khi nào mình nên không giao dịch. Và cái việc giao dịch hay không giao dịch này nó sẽ liên quan đến hai thứ. Thứ nhất là liên quan đến tâm lý thị trường và thứ hai là đến chính tâm lý của chúng ta. Bởi vì do là nếu loại trừ những cái yếu tố tâm lý đi thì cái yếu tố phân tích nó sẽ là một cái yếu tố quan trọng và nó quyết định hiệu quả đầu tư rất là cao. Còn yếu tố tâm lý lại là một cái yếu tố gây nhiễu và có thể sẽ khiến cho chúng ta là bị lạc đường đầu tư của mình. Vậy tức là sao? Tức là khi mà chúng ta sợ hãi vì cổ phiếu giảm nhưng chúng ta không có một cái cơ sở nào cho việc là chúng ta nên bán cổ phiếu thì đấy là lúc mà chúng ta không nên bán, không nên bán vì chúng ta sợ. Và khi mà chúng ta cảm thấy thích một cổ phiếu nhưng chúng ta lại không có một cái phân tích đủ kỹ hay là một cái tìm hiểu đủ kỹ để một cổ phiếu để mà chúng ta mua thì đấy lại là cái lúc mà chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn. Và cái câu cuối cùng là câu người thành công thắng ngay từ khi bắt đầu trận chiến, trong khi người thất bại lao vào cuộc chiến rồi mới tìm chiến thắng. Cái câu này ý nói rằng là chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, chứ không phải chúng ta chiến thắng khi mà vào trận chiến rồi chúng ta tùy nghi ứng biến. Vậy cái câu này nó áp dụng vào thị trường chứng khoán là như thế nào? Nghĩa là khi mà chúng ta giao dịch mua hay bán thì chúng ta phải suy nghĩ thật là thấu đáo. Và cái việc mua hay bán nó, và cái việc suy nghĩ thấu đáo nó sẽ quyết định được rất phần lớn cái thành công của các bạn trong việc đầu tư. Thì đây là bốn cái câu ngày hôm nay của chúng tôi lên mà trong binh pháp tôn tự mà chúng tôi thấy có liên quan đến đầu tư trên thị trường chứng khoán. Và mời Duyên sang những phần tiếp theo. Vâng, cảm ơn anh Duy. Những cái bài học mà anh Duy có kể trong câu chuyện này rất là hay và rất là hữu ích cho quý nhà đầu tư ạ. Thì trước khi mà chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì tôi xin phép được nhắc lại các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư sẽ nắm được cái lịch để theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngoài chương trình La bàn thị trường của chúng tôi sẽ là chương trình ngày hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Thì chúng tôi có chương trình thứ hai là chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này thì chúng tôi sẽ dành riêng cho khách hàng của VnDirect. Ở trong chương trình chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường hay là các ngành. Và thời gian diễn ra chương trình sẽ là vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian chúng tôi sẽ livestream trực tiếp chương trình này vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì hàng ngày chúng tôi sẽ có chương trình nhịp đập thị trường. Thì quý nhà đầu tư hãy theo dõi để có thể nắm được tin tức của thị trường hàng ngày ạ. Ngoài ra thì chúng tôi có 4 cộng đồng, đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng đi well, cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stop, cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư đi go và cộng đồng bảo an tài chính đi live. Quý nhà đầu tư hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để cùng xây dựng những cái kỹ năng kiến thức hay bàn luận về thị trường ạ. Và ngoài ra thì những cộng đồng này chúng tôi có để mã QR code ở trên màn hình thì quý nhà đầu tư có thể kích vào đó để tham gia cộng đồng của chúng tôi. Ngoài ra thì tại VnDirect của chúng tôi thì cũng có tổ chức những khóa học để giúp quý nhà đầu tư tăng trưởng kiến thức để mình có thể vững vàng trong quá trình đầu tư của mình. Thì quý nhà đầu tư cũng có thể tham khảo ở trên kênh theacademy.vndirect.com.vn của chúng tôi. Và tất cả những thông tin này của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên trang page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VnDirect. Quý nhà đầu tư hãy theo dõi page của chúng tôi để nhận được tin tức một cách sớm nhất ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần giải đáp thắc mắc của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên của bạn Võ Minh Thức, đó là ngành ngân hàng trong những năm tới thế nào ạ? Mấy gì ạ? Cái câu này thì tôi cũng đã trả lời một phần ở trong cái nhận định của tôi liên quan đến thông tin của các cái thông tin của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay.
Thì về cơ bản mà nói thì trong ngắn hạn thì ngành ngân hàng sẽ có một số cái thông tin mà nó không tích cực liên quan đến cái việc là kỳ vọng là giảm lãi suất đầu ra thì khiến ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ngoài ra nữa thì là cái nợ xấu nó cũng sẽ được hiện rõ hơn trong thời gian tới khi mà các thông tư hết hiệu lực. Tuy nhiên thì về lâu về dài thì ngành ngân hàng vẫn là một trong những cái ngành mà rất là triển vọng và rất là đáng để quý nhà đầu tư có thể nắm giữ lâu dài. Ngoài ra nữa thì là những cái thông tin liên quan đến cái việc là về lợi suất hay là về nợ xấu thì đều đã được phản ánh phần nào trong cái diễn biến giá của thời gian gần đây của nhóm ngành này. Thì hiện tại là cái PB trung bình của nhóm ngành ngân hàng thì không phải là mức quá cao như hồi xưa nữa, nhưng mà nó cũng không phải là quá thấp, và chúng ta cũng có thể là nếu mà mua mới thì quý nhà đầu tư có thể là xem xét là theo dõi và chờ một cơ hội giải ngân. Vâng. Vâng, cảm ơn Duy ạ. Và câu hỏi thứ hai đó là của bạn Jin, đó là ngành Bioplastics xu hướng quý 4 năm nay có khởi sắc không ạ? Cùng với câu hỏi này thì của bạn Thanh Vũ Đinh, đó là ngành nhựa tương lai như thế nào? Cụ thể là mã MPP, S có phân tích gì không ạ? Vâng, đối với cả nhóm ngành nhựa thì tôi cũng không có quá là nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta có thể chia thực ra hai câu hỏi này là về hai cái nhóm ngành nhựa khá là khác nhau. Đối với cái bioplastic này thì nó là liên quan đến cái bao bì và nó là hướng tới những cái xu hướng là xuất khẩu, là những cái nước nước ngoài và có cái nền kinh tế phát triển thì họ thường là sẽ là họ là có, bởi vì cái này là liên quan đến là cái bao bì này là nó sẽ là phải là tái chế, và ngoài ra nữa thì là nó có khả năng là ảnh hưởng tới môi trường, cho nên thành ra là cái xu hướng bioplastic là cái điều đương nhiên đối với cả những cái nước phát triển, và qua đấy thì là những cái doanh nghiệp mà đang sử dụng cái công nghệ này tại Việt Nam thì nó cũng thì họ cũng sẽ được hưởng lợi trong cái việc xuất khẩu. Thì đối về cơ bản mà nói thì như tôi đã chia sẻ thì là cái việc bảo vệ môi trường là cái điều rất là quan trọng, và vì thế cho nên là về lâu về dài thì là cái nhóm ngành này thì vẫn sẽ tiếp tục được phát triển và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên thì là để trả lời câu hỏi là trong ngắn hạn thì tôi cũng chưa có đủ thông tin để có thể trả lời bạn là trong quý 4 này là nó có khởi sắc nhiều hay không. Nhưng mà về cơ bản mà nói thì là nó sẽ có tăng trưởng trong tương lai. Còn trong ngắn hạn hiện tại thì là chúng ta là bị ảnh hưởng bởi cái tỷ giá thì có thể là cái việc xuất khẩu nó sẽ khó khăn hơn. Còn với cả ngành 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 nhựa của BMP thì nó lại là liên quan đến cái ống nhựa và nó là trong các lĩnh vực về xây dựng, thì cái nhóm ngành này thì nhìn chung mà nói là nó sẽ phục hồi mạnh hơn khi mà cái nhu cầu xây dựng tăng cao sau Covid. Ngoài ra nữa thì là cái nhóm nhựa nhựa xây dựng này thì nó có một cái đặc điểm hơi khác với cả thép, đấy là mà ví dụ như thép chẳng hạn thì là cái khi mà cái giá nguyên vật liệu tăng thì chúng ta đều nhìn thấy là cái giá thép tăng, và qua đấy thì là cái lợi nhuận là nó sẽ nó cũng hơi hơi giống nhau ở một chỗ là đều có hàng tồn kho lúc đầu khá là thấp, cho nên thành ra là khi mà giá thép tăng thì hay là giá nguyên vật liệu thép tăng thì cũng sẽ khiến cho là giá thép tăng hay là giá. Còn đối với nhựa, cái ống nhựa thì là cái giá về hạt nhựa, và hạt nhựa thì là nó đi từ giá dầu khí, và quý nhà đầu tư đều đã nhìn thấy là giá dầu khí đợt vừa rồi cũng có cái tăng bức tăng nhất định, cho nên là thành ra là cũng khiến cho là cái giá nhựa đầu ra là nó cũng tăng theo. Thì về cơ bản mà nói thì cái BM công ty nhưng mà cái công ty BMP thì họ lại không có, họ cũng là một cái công ty có quy mô lớn nhưng mà cái quy mô đấy thì không như Hòa Phát, và hơn thế nữa thì là cái ngành nhựa này thì lại không có cái nguồn nhu cầu xuất khẩu nhập khẩu cao như ngành thép vừa rồi. Ví dụ như ngành thép thì chúng ta có thể thấy là chúng ta xuất sang Trung Quốc chẳng hạn, thì ngành nhựa này thì lại tiêu thụ nhiều ở trong nước hơn, thì thành ra là cái khả năng đàm phán giá của ngành nhựa lại thấp hơn, cho nên là cái biên lợi nhuận nó sẽ không cao được như ngành thép. Nhưng mà biên lợi nhuận không cao thì thành ra là khi mà cái chiều hướng của nhóm ngành mà nó thay đổi tiêu cực đi chẳng hạn, ví dụ như là cái lợi nhuận nó không còn được tốt như cái giai đoạn vừa rồi nữa thì lại là cái cổ phiếu mà nó sẽ ít bị giảm giá hơn. Thì về cơ bản mà nói thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì nhóm ngành nhựa này nó sẽ không hấp dẫn được như cái nhóm ngành thép, mặc dù là cả hai đều là có cái xu hướng là sản xuất và đều là bị ảnh hưởng nhiều bởi giá commodity hay là giá hàng hóa. Ngoài ra nữa thì có một câu hỏi là liên quan đến nhận định về mã BCG và HBC. Thì về cơ bản hai cái cổ phiếu này nó tương đối là khác nhau,
nhưng mà nó chung một điểm đấy là đều sẽ được hưởng lợi nếu mà thị trường bất động sản tốt lên. Thì vì HBC là doanh nghiệp về xây lắp, còn BCG là doanh nghiệp về bất động sản và về năng lượng tái tạo. Cái điểm tích cực thì chúng ta đều nhìn thấy là cái thị trường bất động sản đang ấm lên và đang có những cái dấu hiệu mà nó sẽ mở rộng hơn nữa. Thì thành ra là hai nhóm ngành này đều sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu bất động sản. Tuy nhiên là cái điều tiêu cực đấy là mặc dù là hai nhóm ngành, hai cổ phiếu này đều được hưởng lợi, nhưng mà hai cổ phiếu này thì lại có những cái nhược điểm riêng của mình. Đối với cả HBC thì cái nhược điểm của họ đấy là cái khoản phải thu rất là cao, nó liên quan đến cái mô hình kinh doanh. Thì HBC là họ thường xuyên là sẽ, họ không phải là cái nhà thầu về xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, cho nên thành ra là cái tệp khách hàng của họ cũng sẽ chỉ là tệp khách hàng mà không phải là cao cấp nhất. Thành ra là họ sẽ thường xuyên là có cái việc là bán chịu, mà chúng ta thì thành ra là nó cũng ảnh hưởng đến cái dòng tiền, và nó khiến cho là có thể là lợi nhuận thì nó sẽ tăng, nhưng mà cái lợi ích của cổ đông thì chưa chắc đã tăng tương ứng vì không có cổ tức chẳng hạn. Và không thì còn một cái rủi ro khác nữa là lợi nhuận tăng nhưng mà sau đấy lại phải trích lập vì là có những cái nợ xấu xảy ra. Thì đấy là một trong những cái nhược điểm khiến cho cái cổ phiếu HBC, mặc dù cũng là một cổ phiếu khá là tốt về lĩnh vực xây lắp và cũng như là có tên tuổi, nhưng mà lại không quá được nhà đầu tư cơ bản là ưa thích. Còn đối với cả cổ phiếu BCG thì hiện tại là họ đang ở cái phase mà ở cái giai đoạn mà chúng ta đều biết là đầu tư rất là nhiều các dự án, thì khiến cho cái chỉ số tài chính mặc dù là lợi nhuận là có cải thiện nhưng mà vẫn chưa là quá là đẹp so với cả những cái cổ phiếu khác và trên thị trường chứng khoán mà chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên là trong tương lai khi mà các dự án này hoàn thành và tạo ra dòng tiền ổn định hơn thì đây cũng là một cổ phiếu mà khá là hấp dẫn mà quý nhà đầu tư là có thể xem xét. Tiếp theo là còn câu hỏi nào? Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Hoàng Long có hỏi đó là nhóm ngành kinh doanh bán lẻ trong vài tháng tới thế nào ạ? Vâng, nhóm ngành kinh doanh bán lẻ thì chắc là chúng ta sẽ hiện tại trên sàn là có FLT, MWG với cả P&J. Thì gần đây là MWG họ cũng đưa ra những cái thông tin mà có thể là họ sẽ làm những cái chuỗi mới, vì cái việc đấy nó cũng sẽ là một trong những cái, nó là một trong những cái chất xúc tác để khiến cho giá cổ phiếu hay là cái cổ phiếu đấy được nhiều người chú ý hơn. Tuy nhiên là nó có thực sự hấp dẫn hay không thì chúng ta phải nhìn vào cái quy mô ngành và cái chuỗi bán lẻ đấy đang tham gia, và cũng như là chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái kỳ vọng hơn nữa của nhà đầu tư là vẫn sẽ liên quan đến bách hóa xanh, nghĩa là bách hóa xanh mà khi mà nó hấp dẫn thì cổ phiếu mới hấp dẫn được. Ngoài ra thì FLT thì các chỉ số nhìn chung mà nói, các chỉ số tài chính nhìn chung mà nói thì đều không được như MWG. Tuy nhiên thì họ lại có một cái lợi thế khác mà trong đợt vừa rồi MWG không có, đấy chính là họ rất là mạnh trong cái mặt hàng, cả trong cái việc cung cấp cái mặt hàng laptop. Thì chúng ta đều biết là cái thời gian vừa qua là việc work from home khá là nhiều, nghĩa là làm việc tại nhà khá là nhiều, và cái nhu cầu mua laptop với người dân là cũng có tăng mạnh, thì thành ra là khiến cho cái cổ phiếu FLT này họ được hưởng lợi. Ngoài ra nữa thì cái chuỗi liên quan đến nhà thuốc của FLT cũng là một cái chuỗi mà không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thì cũng khiến cho là cổ phiếu của FLT trong thời gian vừa rồi cũng có cái đà tăng giá khá là tốt, bởi vì do là sau một thời gian là bị đánh giá thấp và sau đấy thì là cái lại được hưởng lợi. Còn đối với cả một số cái nhóm cổ phiếu bán lẻ khác, ví dụ như VRE hay là P&J, thì chúng ta nhìn thấy là VRE là cái cổ phiếu mà có cái diễn biến giá là tiêu cực nhất trong tất cả các cổ phiếu bán lẻ. Thì nhìn chung mà nói về cũng cái điều này là nó cũng rất là hợp lý, tại vì do VRE là cái cổ phiếu là liên quan đến các trung tâm thương mại, và các trung tâm thương mại chính là những cái nhóm bán lẻ bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid vừa rồi. Thì qua đấy thì cũng có một cái sự kỳ vọng là đấy là khi mà nền kinh tế phục hồi, nhu cầu mua sắm tại trung tâm thương mại nó trở lại thì cái cổ phiếu VRE sẽ có một cái bước tăng giá tốt trong tương lai. Thì cái cổ phiếu VRE này nó cũng tương đối là khá là giống cái cổ phiếu hàng không, tuy nhiên là giá thì lại chưa tăng nhiều như thế, nghĩa là cũng sẽ bị ảnh hưởng trong 2021 và 2022 cũng sẽ chưa phục hồi ngay lập tức được, nhưng 2023 trở đi thì sẽ có thể là tốt trở lại.
Còn P&J nữa thì chúng ta sẽ phải nhìn P&J vào quý 4 này để chúng ta có thể biết được là đây có phải là một cái tốt hay không. Bởi vì do là P&J nó hơi khác với cả những cổ phiếu bán này khác, là nó là cái cổ phiếu mà cái nhu cầu của nó là theo tính mùa vụ, thì cái mùa vụ của P&J tốt nhất là vào cuối năm và đầu năm mới. Cho nên là thành ra quý 4 và quý 1 này sẽ là quý cao điểm của P&J để chúng ta có thể biết được cái nhu cầu tiêu thụ trang sức là như nào. Vâng. Dạ vâng, do là thời lượng chương trình của chúng tôi cũng còn giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư, sau đó thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư đó là từ bạn Nguyễn Viên, đó là mã cổ phiếu những ngành nào sẽ có tiềm năng trong thời gian còn lại của năm, hay là một câu hỏi nữa của bạn Hà Đạm, đó là xu hướng mới của thị trường sẽ ra sao, thì xin mời anh Duy ạ. Vâng, đối với cả những cái câu hỏi này thì hiện nay chúng ta đều nhìn thấy là có hai xu hướng chính vẫn đang là chủ đạo trong thị trường chứng khoán hiện nay. Đấy là nhóm liên quan đến hàng hóa cơ bản đã có cái đợt tăng giá rất là tốt vừa rồi vì liên quan đến giá hàng hóa commodity. Ngoài ra nữa thì có một nhóm là nhóm bất động sản là được hưởng lợi vì từ cái việc là pháp lý là được nới lỏng hơn và cơ sở hạ tầng là sẽ được kỳ vọng là cải thiện, thì qua đấy là nó tăng là cái đà tăng giá trong cái bất động sản vùng ven. Thì đấy là hai cái nhóm mà đang được hưởng lợi hiện tại. Ngoài ra nữa thì những cái hai nhóm ngành khác nữa mà cũng đang được nhà đầu tư chú ý, đấy chính là cái nhóm ngành về khu công nghiệp và nhóm ngành về cảng biển, thì đều là chung một cái theme, đấy là đều chung một cái xu hướng đầu tư, đấy là cái xu hướng liên quan đến cái dòng vốn FDI sẽ đổ lại vào Việt Nam trong tương lai khi mà dịch Covid kết thúc và khi mà họ có thể giải ngân trở lại. Thì có thể đây là những hai cái nhóm ngành về cảng biển và về về vật liệu và về khu công nghiệp, có thể là những cái nhóm ngành mà quý nhà đầu tư có thể là quan tâm trong thời gian tới. Dạ vâng, như vậy thì câu hỏi vừa rồi của anh Duy trả lời cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Ngoài ra thì các câu hỏi khác của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư. Còn có một câu hỏi nữa của bạn Đậu Khắc Dũng, thì đó là bạn hỏi về mã HBC và mã GVR. Thì trong chương trình và những câu hỏi trước thì chuyên gia của chúng tôi đã trả lời rồi, thì bạn vui lòng có thể xem lại cái câu trả lời này của chuyên gia của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ thứ hai tuần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xong chưa em?